Thôi thôi cô ơi, mấy bạn này đi vào lấy trống đi, lấy trống lấy cò ra ra đây để
chưa? Và chúng ta lấy mũ đồng phục của nhà trường chúng ta đội vào. Mày đặt mũ. Ôi giờ muộn rồi, giờ. Chúng mang ơi. Bánh này để lấy chút đi. Hôm nay Covid không cần cho cháu. Này, nghe mà hôm nay Covid không cần cho bánh cho biết. Này. Cháu mình này thích cùng làm luôn cho nhanh. Bên này cứ bay đi, bay. Cúc ơi. Ê, giỏi quá. Kính thưa quý vị, kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Năm học 2019-2020 đã trôi qua. Những ngày hè sôi động đã kết thúc nhường chỗ cho không khí náo nức, tự hào của mùa thu cách mạng. Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội khai trường trên cả nước, cùng với không khí thi đua của toàn đảng, toàn dân, lập thành tích chào mừng 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hôm nay, thầy và trò trường trung học cơ sở An Thanh hân hoan chào đón năm học mới, năm học 2020-2021. Trong giờ phút riêng riêng của ngày hội khai trường, em học sinh trường trung học cơ sở An Thanh đã về đây. Ai cũng vui tươi, phấn khởi trong những bộ trang phục đẹp nhất, như những bông hoa trong vườn hoa khoe sắc, để không khí ngày hội khai trường càng thêm long trọng. Xin phép quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, chúng ta cùng dự lễ diễu hành chào đón các học sinh mới của trường. Lễ diễu hành xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các học sinh thân mến, thực hiện theo lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Những năm qua, ngành giáo dục xã nhà đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để chăm lo vun đắp cho bao thế hệ trưởng thành. Năm học 2020-2021 này, nhà trường chúng ta được đón 116 em học sinh vào lớp 6. Đây là nguồn tài sản vô cùng quý giá, là thế hệ tương lai của đảng bộ và nhân dân xã nhà, cũng là những nhân tố sẽ làm nên những thành công cho nhà trường những năm học sắp tới. Khối 6 di chuyển vào đi. Đang mở nhạc đâu?
em sẽ chúng ta chú ý này. Tất cả các em chú ý, nghiêm, nhìn trước, thắng. Sang phải một bước, bước. Xin mời các em chúng ta cùng ngồi xuống. Cô giáo xin mời chúng ta đứng dậy. Các bạn cầm ghế trên tay của mình. Cầm ghế. Các bạn nghe cô giáo hô nhá. Toàn viên đội chú ý. Tiến lên phía trước. Hai bước. Bước. Xin mời các em chúng ta sẽ cùng ngồi xuống. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Trước khi bước vào năm học mới 2020-2021, thay mặt cho cán bộ giáo viên trong nhà trường xin được gửi tới các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc thầy và trò trường Trung học cơ sở An Thanh một năm học mới nhiều thắng lợi mới. Và trước khi vào buổi lễ khai giảng ngày hôm nay thì tôi xin được gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh một ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bài hát Hành Khúc Ngày và Đêm. Xin mời chúng ta cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giặc trong đêm hôm sâu em là chiến sĩ cái chiến thắng thật sâu từ thời gian tôi chết hàng đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu đêm ngày trong chiến đấu cảm ơn các vị đại biểu và các em rất là nhiều. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời thầy giáo Phạm Khánh Duy, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên tiếp tục chương trình buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy. Ở đây cho đỡ nắng anh ạ. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tiết mục văn nghệ đặc sắc của cô giáo Sao Băng. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh chúng ta đứng dậy làm lễ trong cờ. Mời đội trống, đội cờ vào vị trí. Cờ treo. Chào cờ xong, xin mời đội trống, đội cờ về vị trí. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh chúng ta an toàn. Yêu cầu các em chúng ta ổn định tổ chức, ngồi đúng vị trí, giữ khoảng cách, giữ trật tự. Lưu ý là trong buổi cái nắng của mùa hè oi ả đã nhường chỗ cho mùa thu lịch sử, mùa thu của ngày khai trường, là mùa thu của những hứa hẹn, những mong chờ của lớp lớp học sinh đang háo hức chào đón năm học mới. Vâng, tiếng trống trường lại rộn vang lên báo hiệu năm học mới bắt đầu, mùa thu sang với bao ánh mắt hiền hòa của các thầy giáo, cô giáo đón các em học sinh thân yêu chào đón năm học mới. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước, dân tộc ta với những giây phút hào hùng của mùa thu lịch sử, kỷ niệm trọng thể những ngày lễ lớn như kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020, và hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Hàng triệu giáo viên, học sinh, sinh viên trên cả nước lại cùng nhau bước vào cuộc hành trình khám phá tri thức mới. Thực hiện kế hoạch số 2085 QĐ UBND
ngày 21 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tứ Kỳ, hôm nay Trường Trung học Cơ sở An Thanh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Về dự lễ khai giảng hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu về đoàn đại biểu cấp xã có ông Phạm Xuân Lực, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cùng các ông bà đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể trong xã đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía hội phụ huynh, xin trân trọng giới thiệu có ông Phạm Hữu Toán, Hội trưởng Hội phụ huynh đại diện cho 411 các bậc phụ huynh đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các bậc phụ huynh và các em học sinh yêu quý. Rất vinh dự cho nhà trường về dự lễ khai giảng năm học mới, năm học 2020-2021. Đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành đoàn thể trong xã có bó hoa tươi thắm nên tặng các thầy các cô nhân dịp năm học mới. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Xuân Nhuận, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Trường Thành, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời bác Phạm Hữu Toán, đại diện cho ông phụ huynh lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Trường Thành, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm của các bác đại diện cho hội phụ huynh, cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành đoàn thể trong xã. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được phép thông qua chương trình của buổi lễ khai giảng năm học 2020-2021. Phần 1, cô Nguyễn Thị Băng, Chủ tịch Công đoàn 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Lời dạy của bác năm xưa như còn vang vọng mãi với mọi thế hệ người dân Việt Nam. Thực hiện lời di chúc của người, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, đầu tư cho mọi nguồn lực để đưa nền giáo dục Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, có bề rộng lẫn chiều sâu, đáp ứng với xu thế hội nhập toàn cầu. Nhân ngày khai giảng năm học 2020-2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư động viên chúc mừng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Băng, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường nên đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Xin mời cô. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, thay mặt cho ban chấp hành công đoàn nhà trường, tôi xin phép được đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
gửi các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới. Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2020, thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2020-2021, tôi thân ái gửi tới thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi vui mừng nhận thấy năm học 2019-2020, mặc dù đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành giáo dục, nhưng với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, ngành giáo dục đã chủ động, nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, thực hiện thành công vừa phòng chống dịch hiệu quả nghiêm trọng, hiệu quả vừa bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm học. Đây cũng là năm học cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành giáo dục, được ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, việc tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 bảo đảm an toàn trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp được nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học mới 2020-2021, đại dịch Covid-19 có thể còn có những diễn biến mới. Tôi đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, nỗ lực phấn đấu tạo tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành giáo dục và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà. Mong các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, vừa hồng vừa chuyên. Tôi mong các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục, tạo điều kiện để con em mình được học tập, rèn luyện tốt nhất. Chúc các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Phú Trọng đã ký. Một đất thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, cùng hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của hàng triệu học sinh, sinh viên trong cả nước chào đón năm học mới. Hôm nay, thầy và trò trường Trung học cơ sở An Thanh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Trong buổi lễ trang nghiêm này, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo nhà trường xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đã đến dự lễ khai giảng năm học mới. Với thầy và trò trường Trung học cơ sở An Thanh, sự có mặt của quý vị đại buổi lễ quan trọng này là nguồn động viên to lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị địa phương của nhân dân tới sự nghiệp giáo dục nói chung và trường Trung học cơ sở An Thanh nói riêng. Xin được chào mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các học sinh nhà trường đã có mặt đông đủ trong ngày hội hôm nay. Đặc biệt, thầy xin được chúc mừng và chào đón
116 em học sinh lớp 6 vừa hoàn thành chương trình tiểu học bước vào cổng trường trung học cơ sở An Thanh năm học 2020-2021. Chúc các em hòa nhập, làm quen, phấn đấu học tập, tu dưỡng tốt trong môi trường mới. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo của các em học sinh, với sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường trong một năm học đầy khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tập thể nhà trường được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện công nhận đạt tập thể lao động tiên tiến. Cùng với thành tích chung của nhà trường, năm học qua, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cũng được các cấp đánh giá cao, tổ chức công đoàn hoạt động đều đặn, quan tâm đến quyền lợi của cán bộ giáo viên. Đoàn đội tích cực tổ chức các hoạt động cho đoàn viên thanh niên, đội viên, chi bộ nhà trường đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Cơ sở vật chất khuôn viên của nhà trường đã từng bước được bổ sung, từng bước cải tạo và làm mới để ngày càng khang trang sạch đẹp hơn. Thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, xin được nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích của thầy và trò và các em học sinh trong năm học qua. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, chúng ta tự hào về những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua. Đó là tiền đề quan trọng, là niềm cổ vũ động viên rất lớn để thầy và trò vững vàng tự tin bước vào năm học mới. Năm học 2020-2021 là năm học thứ 8 tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương khóa 8, Trung ương 8 khóa 11, là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, năm học có nhiều đổi mới trong ngành giáo dục, năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 đối với lớp 1. Sự nghiệp giáo dục của đất nước có nhiều thuận lợi, song khó khăn cũng rất nhiều, không dịch bệnh đường viêm đường hô hấp cấp vẫn còn diễn biến phức tạp trong nước cũng như trên toàn thế giới. Phát huy kết quả đạt được trong năm qua, khắc phục những khó khăn tồn tại, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong năm học 2020-2021, thầy và trò nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm sau. Một, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế của nhà trường bằng các giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi khối 9 và thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Tiếp tục triển khai sáng tạo hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành bằng những nội dung hình thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hiệu quả các hoạt động dạy và học và giáo dục trong nhà trường. 2. Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo sự phát triển phẩm chất năng lực học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường nề nếp kỷ cương dạy học, tổ chức tốt các hoạt động ngoại học khóa theo nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học, quản lý tuyên truyền và sử dụng có hiệu quả mạng internet, mạng xã hội Facebook, Zalo, coi đó là cầu nối quan trọng giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 4. Giữ vững mục tiêu giáo dục toàn diện kết hợp với giáo dục thể chất, trí tuệ với giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục hướng nghiệp, đặc biệt là chú trọng giáo dục giá trị, kỹ năng sống, quy tắc ứng xử, văn hóa trò chơi. 5. Đầu tư mạnh cho giáo dục chuyên sâu bằng cách nâng cao chất lượng giảng dạy, chương trình, chất lượng bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, nâng cao thứ hạng của nhà trường bằng kết quả cụ thể qua kỳ thi học sinh giỏi, phấn đấu xếp thứ 10-15 tất cả các kỳ thi trong năm học. 6. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, từ đó từng bước thay đổi nhận thức về cách dạy và cách tổ chức hoạt động giáo dục của mỗi cán bộ giáo viên. 7. Tích cực tham mưu các cấp các ngành và huy động mọi nguồn lực xã hội làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường. Để những nhiệm vụ trên
thực hiện có chiều sâu và đạt hiệu quả cao. Tôi kêu gọi toàn thể các thầy giáo, cô giáo vì ngôi trường thân yêu, vì học sinh thân yêu, mỗi thầy cô giáo sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh những thành tích đạt được trong năm qua để xây dựng nhà trường ngày một đi lên, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Các em học sinh yêu quý, hiện tại là nguyên khí quốc gia, tương lai dân tộc tùy thuộc vào sự cố gắng nỗ lực của các em. Thầy tin là các em đều có những dự định và hoài bão cho tương lai, nhất là các em học sinh khối 9. Vì vậy, ngay từ các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chấp hành tốt nội quy quy định của nhà trường để đạt những kết quả thực sự ấn tượng, vững vàng kiên trì trong định hướng tương lai, trở thành công dân thực sự có tài và có tâm, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương đất nước. Các em đừng bao giờ quên mình đang mang trên vai một sứ mệnh cao cả. Mỗi bước các em đi, mỗi việc các em làm đều góp phần tạo nên hình ảnh của mái trường thân yêu, nơi nuôi dưỡng ước mơ các em qua nhiều thế hệ. Kính thưa quý vị đại biểu, năm học vừa qua, trường Trung học cơ sở An Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của ngành giáo dục, của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của cha mẹ học sinh, nhà trường, sự tâm huyết và quyết tâm của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Nhân dịp này, thay mặt tập thể nhà trường, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của các cấp, các ngành và các bậc cha mẹ học sinh. Chúng tôi mong rằng trong năm học này sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ quý báu đó của tất cả các quý vị. Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, với niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng vào thành công của một năm học mới, tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai giảng năm học mới, năm học 2020-2021. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thầy đạt. Chúc các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới tràn đầy niềm vui với nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đại diện cho ban cha mẹ học sinh của nhà trường, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh yêu quý, hôm nay rất là vui mừng và phấn khởi. Đoàn đại biểu của đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương được về dự lễ khai giảng năm học mới của trường Trung học cơ sở An Thanh. Hôm nay trường Trung học cơ sở An Thanh thực hiện cái chủ trương của Đảng, Nhà nước về toàn dân đưa trẻ đến trường và chính thức ngày hôm nay đã khai giảng năm học mới với cái tâm trạng rất là phấn khởi, bồi hồi, xúc động trong ngày khai trường của các bậc thầy giáo, cô giáo cũng như là các em học sinh toàn trường của chúng ta. Về phía địa phương thì chúng tôi được về dự và cũng rất là mong muốn qua cái lời phát biểu của thầy hiệu trưởng nhà trường thì rất mong muốn trường chúng ta là bước vào năm học mới với nhiều những cái tâm trạng, những cái khí thế mới thì chúng ta sẽ hoàn thành cái năm học mới xuất sắc của cái năm học 2020-2021. Thế và cái năm học vừa qua 2019-2020 với cái sự nỗ lực của cán bộ giáo viên của nhà trường và cái sự học tập của các em, chúng ta đã vượt qua những cái khó khăn,
đó là cái vừa học tập nhưng mà chúng ta cũng phải vừa phòng chống dịch Covid-19. Đây luôn là một cái căn bệnh có thể nói là các em cũng biết được, các cái phương tiện thông tin đại chúng là một cái căn bệnh dịch bệnh rất là nguy hiểm mọi người. Và đến hiện nay thì trên thế giới có gần 30 triệu người chúng ta nhiễm cái dịch bệnh này. Thế và có hàng trăm người tử vong vì cái dịch bệnh này. Thế và trước cái tình này thì năm học mới này thì chúng ta cũng sẽ phải quyết tâm khắc phục cái khó khăn về cơ sở vật chất. Thế rồi là khắc phục về cái diễn biến của tình dịch bệnh. À, chúng tôi mong rằng nhà trường, thế rồi là cán bộ giáo viên của nhà trường, và chúng ta sẽ có nhiều cố gắng hơn nữa trong năm học 2021 này. Bạn Nam ngồi gì đấy? Thế và đây ấy, thì chúng tôi có đề nghị thế này. Thứ nhất thì đề nghị nhà trường sẽ khắc phục, các thầy giáo, cô giáo sẽ chuẩn bị cho các em những cái kiến thức tốt nhất. Thế rồi là những cái cơ sở vật chất, những cái khó khăn thì nhà trường cùng với lại bậc phụ huynh học sinh sẽ khắc phục một số những cái khó khăn để chúng ta hoàn thành cho cái năm học. Thế về phía các em thì chúng tôi mong muốn là như thầy hiệu trưởng của nhà trường đã nói với các em, có nghĩa là các em sẽ cố gắng ngay từ những cái ngày đầu của năm học, và chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta hoàn thành cái chương trình năm học với những cái tốt nhất của chúng ta. Và chúng ta luôn luôn mong muốn là sẽ vươn lên với cái thành tích cao nhất của mình, thì chúng tôi mong muốn như vậy. Và đối với các địa phương ấy, thì chúng tôi sẽ cố gắng, bản thân của địa phương sẽ cố gắng trong cái thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh về cái xây dựng cơ sở vật chất, và chúng ta sớm hoàn thành các cái lớp học của chúng ta đang xây dựng để chúng ta đưa vào sử dụng cho các em được lên ngôi trường mới, học học mới. Thế và những cái công trình của chúng ta tiếp sau đấy thì bản thân của địa phương cũng đã có những cái chủ trương và tới đây sẽ xây dựng cho chúng ta một số những cái phòng học chức năng nữa. Thế rồi là các cái phòng làm việc của cán bộ giáo viên nhà trường, và cái này thì bản thân của địa phương cũng đã nhiều có nhiều những cái chủ trương trong cái thời gian tới sẽ quyết tâm làm sớm để sớm trường chúng ta đạt là trường chuẩn. Chúng ta không phải khắc phục những cái phòng học như hiện nay. Cũng rất mong muốn thầy và trò học sinh trường trung học cơ sở chúng ta sẽ cố gắng khắc phục đầu cái năm học này với những cái phòng học cơ sở vật chất chúng ta còn thiếu thốn, thì chúng ta hết sức cố gắng. Và chúng tôi cuối cùng cũng rất mong muốn là các em thực hiện đúng lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn là non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, và dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở trong học tập của các em. Rất mong muốn các em sẽ suy nghĩ lại cái câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chúng ta vươn lên trong học tập, vươn lên vượt qua những khó khăn. Dù khó khăn đến đâu thì thầy và trò của trường trung học cơ sở An Lai chúng ta cũng phải vươn lên có những cái thành tích cao nhất trong học tập của năm học này. Và chúng tôi mong muốn một lần nữa các em học sinh sẽ yêu thật trường, yêu nước, yêu bạn, yêu bè, yêu thầy cô, và từ những cái động lực đấy thì chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ năm học của thầy và trò trường chúng ta. Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, chúc thầy trò trường trung học cơ sở An Thanh bước vào một năm học mới tự tin, vững vàng, khắc phục khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021. Xin được trân trọng cảm ơn. Cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ không học tập. Thật vinh dự, tự hào khi được thay mặt cho các bạn học sinh, công đoàn trường đã phát biểu những cảm tưởng, suy nghĩ trong buổi lễ khai giảng trọng thể hôm nay. Lần đầu tiên cho các em được gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu, khiến chúng em vô cùng háo hức, vui sướng. Em cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc khi được sống và học tập dưới mái trường trung học cơ sở An Thanh. Mái trường đã trở nên quá đỗi thân yêu đối với chúng em. Mới ngày nào em còn là một học sinh lớp 6 bỡ ngỡ, rụt rè bước chân vào trường, mà hôm nay em đã thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Đó là nhờ sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo. Thay mặt cho các bạn học sinh trong toàn trường, trong buổi lễ long trọng này, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy giáo, cô giáo, những người cha, người mẹ thứ hai đã luôn sát cánh cùng chúng em trên chặng đường trưởng thành. Những lúc trông gai cũng như khi hạnh phúc,
thầy cô không chỉ truyền tay cho chúng em những kiến thức để vững vàng hành trang vào đời, mà còn là người khơi dậy, thắp sáng và chắp cánh cho biết bao ước mơ phải đã lớn lao của một cuộc đời tư một đời mộng ước. Chúng em sẽ mãi nhớ và khắc ghi trong lòng mình hình dáng thầy cô, những người âm thầm và những em ngày đi trong trời nơi lớp lớp học trò của tiếng tương lai, những người đã sống với niềm vui sáng trị như vô cùng cao đẹp, được thấy học trò của mình bước chân đường đời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến, kính chúc trường đã chuyển thương và sự tin tưởng của thầy cô. Cuối cùng, em xin kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc các bạn học sinh trong toàn trường có một năm học mới đạt kết quả cao. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin chào, cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Năm học 2020-2021, trường trung học cơ sở An Thanh rất là vinh dự được sự quan tâm của ban thường vụ tỉnh đoàn đã lựa chọn một suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với suất quà trị giá là 500.000 đồng và 10 kg gạo. Nhà trường đã lựa chọn em học sinh Nguyễn Văn Cường lớp 6C nhận quà trong dịp lễ khai giảng này. Ban tổ chức xin mời em Nguyễn Văn Cường học sinh lớp 6C lên nhận quà của Sơn, Phó Bí thư Đoàn xã, thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nên tặng quà. Vâng, xin chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đoàn xã. Năm 19, các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ Giáo dục, chương trình hành động của tỉnh ủy về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương là năm học có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức, đặc biệt trong năm học này được sự quan tâm chí tình về vật chất và tinh thần của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể trong xã. Cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các bậc phụ huynh, sự giúp đỡ của các lực lượng trong xã hội trong các năm học qua và các năm học tới. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được tuyên bố bế mạc lễ khai giảng năm học 2020-2021 của trường trung học cơ sở An Thanh. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, quý thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi và tiến bộ. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo sẽ về phía lễ đài chụp những kiểu ảnh.